Hey yo, mình đang ở nhà thi đấu Nguyễn Du một buổi sáng chủ nhật. Và các bạn có nhận ra ai trên cái màn hình LED kia không? Thực ra là giờ mình đang chuẩn bị chạy chương trình cho một show diễn tối nay, sẽ gặp Qua Gió. Ok, hy vọng là đúng rồi, Qua Gió xuất hiện tối nay tại đây. Mình sẽ diễn chung với MTE. Qua Gió, một cầu thủ MU Manchester United rất nổi tiếng vào những thập niên 90. Khoảng 90 không ta? Thì nói chung là 90 đến 2000. Hey, đây là event của Chivas Success is a plan. Mọi người đang chuẩn bị những khâu cuối cùng. Bây giờ mình chờ vũ đoàn MTE tới, mình chạy chương trình thôi. Sau khi chạy chương trình xong, mình về nhà nghỉ ngơi tối, mình quay lại mình xem coi ở đây có những cái gì hấp dẫn nè. Mình sẽ quay lại. Và bây giờ mình đã trở lại. Các bạn đây thấy cái phòng này không? Phòng riêng của Qua Gió đấy. Một cái phòng riêng rất là đẹp. Ok. Và bây giờ mình ra xem là ở đây có những gì hay ho nhé. Mọi thứ đã bắt đầu hoàn thiện và rất là đẹp rồi. Mình sẽ cùng đi một dạo một vòng xung quanh nhé. Là đông nè, chắc chắn là fan của Manchester United rồi. Qua Gió cũng chưa xuất hiện và anh em hãy chờ xem Qua Gió sẽ xuất hiện như thế nào nhé. Let's go.
mình đi ra rồi qua mình đi xuống rồi qua dốc mới đi ra thì đáng tiếc mà. Ờ,